Má xem, xem cậu mang gì đến thế này. Một gói toàn là kẹo mút. Nè Jamie, có gì trong chiếc hộp đó vậy? Kẹo mút, toàn là kẹo mút thôi. Kẹo mút á? Thật không may chút nào. Nếu cậu biết được những tác hại mà kẹo mút có thể gây ra cho răng miệng, mình gợi ý cho cậu nhé. Cậu có thể theo học một khóa đào tạo để trở thành nha sĩ. Còn nếu không, cậu cũng có thể tìm hiểu nhiều hơn nếu cùng mình tới khoa nha sĩ tại trường đại học Paris 7. Thế nào Bob, có đau lắm không? Được thôi, đi nào Maxen, chúng ta hãy cùng đến trường y khoa để tìm hiểu một chút về răng miệng nhé. Này Jamie, giới thiệu cho cậu một người bạn mới của mình, đó là Bob. Cậu ấy rất đáng mến, cậu ấy là trợ thủ đắc lực cho mình đấy. Cậu cho phép mình nhé Bob, chúng ta hãy cùng mượn bộ răng này để xem một chút nhé. Mình cho các bạn thấy điều gì đã làm nên hàm răng của chúng ta. Và mình đang nói tới hàm răng, chứ không phải sự mọc răng nhé. Đây, ở phía trước này, chúng ta sẽ có các răng cửa với nhiệm vụ là cắt các loại thức ăn. Kế bên đó là các răng nanh có nhiệm vụ xé thức ăn ra. Còn ở phía sau này, đó là các răng tiền hàm và các răng hàm với nhiệm vụ nghiền nát thức ăn. Ngoài ra trong số các răng hàm còn có răng khôn nữa. Vì vậy, người bình thường có thể có bộ răng gồm 30 chiếc răng hay sẽ là 28 chiếc răng với những người chưa mọc răng khôn. Bốp, tôi đã làm cậu đau à? Bình thường, nếu mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp, thì hàm răng của chúng ta sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời. Vì vậy, răng chúng ta cần được chăm sóc, giữ gìn cẩn thận. Nhưng đối với một số loài động vật thì lại hoàn toàn khác. Ví dụ như cá sấu chẳng hạn, hàm răng gồm 70 chiếc của chúng dụng đi đều đặn và có thể nhanh chóng được thay thế bởi những chiếc mới. Một vòng đời của cá sấu có thể thay tới 3.000 chiếc răng. Có lẽ các chú cá sấu chẳng cần đến nha sĩ đâu, đúng không? Với cá mập cũng vậy. Với mỗi loài cá mập, hàm răng đều được thay mới theo chu kỳ 15 ngày một lần. Bởi vậy, chúng luôn xuất hiện với một hàm răng rất sắc bén. Đối với các loài động vật trên cạn, lại có những đặc trưng khác. Ví dụ như các loài thú ăn thịt, răng nanh lại phát triển mạnh hơn cả, tạo thành những chiếc răng nanh sắc nhọn. Và ngoài ra, tất cả răng trong hàm chúng đều rất sắc, có thể cắn xé. Bộ răng cửa lớn nhất chính là bộ răng cửa của voi mà chúng ta vẫn thường gọi là ngà voi. Với chúng, bộ phận này thường được dùng để đánh nhau. Đa số các loài linh trưởng đều là các loài động vật ăn tạp, và để có thể ăn mọi loại thức ăn, chúng có đầy đủ mọi loại răng, răng nanh, răng cửa, răng hàm. Và chúng ta cũng là động vật thuộc nhóm linh trưởng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của lịch sử, các ăn uống của chúng ta đã phát triển rất nhiều, và bộ răng của chúng ta cũng vậy. Răng nanh trước đó đã được tiêu giảm kích thước, bộ hàm có thêm răng khôn và cũng thụt lùi vào phía trong hơn. Chúng ta có thể thấy rằng việc ăn uống cũng như thức ăn ngày càng tiến hóa cao hơn. Chúng ta ngày càng có nhiều loại thức ăn chín và cũng có ngày càng nhiều loại đồ ăn mềm dẻo. Việc ăn uống được cải thiện, và vì vậy chúng ta không cần mở rộng khoang miệng để đưa thức ăn vào và cắn, nên quai hàm cùng với quá trình tiến hóa cũng nhỏ gọn lại. Thế nhưng cũng nhờ vào sự tiến hóa này, các nhà sĩ cũng phải nhổ nhiều chiếc răng khôn hơn. Nè Jamie, bây giờ mình sẽ bắt đầu với việc thực hành đây. Giới thiệu cho cậu, đây là bệnh nhân đầu tiên của mình. Cô bạn nhỏ này là Camille. Camille năm nay 9 tuổi. Chào anh Jamie. Xin chào Camille, dũng cảm nhé. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất suôn sẻ thôi. Ôi, cậu nói gì vậy? Đương nhiên là suôn sẻ rồi. Hãy nhìn xem, mình có đem theo một chiếc camera nhỏ đây. Chiếc máy này sẽ cho phép quan sát bên trong khoang miệng của bệnh nhân. Mở miệng ra nào Camille. Đây này Jamie, cậu còn ở đấy không? À, mình vẫn đây. Mình đang thử đếm xem. Cậu thấy không? Đủ số răng đúng không? Điều đó là rất bình thường, bởi vì Camille chỉ có được hàm răng của người trưởng thành. Nhắc lại cho cậu rằng, trước khi có những chiếc răng vĩnh viễn, mỗi người trước tiên sẽ sở hữu những chiếc răng sữa với số lượng là 20 cái. Và đương nhiên sau đó, khi ta lớn dần lên, những chiếc răng này sẽ lần lượt dụng để có chỗ thay thế bởi những chiếc răng vĩnh viễn. Và vào độ tuổi 20, chúng ta sẽ có đầy đủ bộ răng, nghĩa là 28 cái, hoặc chính xác hơn nữa thì sẽ là 32, nếu ta cộng thêm cả những chiếc răng khôn. Nhưng những chiếc răng khôn này không phải ai cũng có đâu, Jamie. Như vậy thì dù có là răng sữa hay răng vĩnh viễn, tất cả những chiếc răng trong miệng đều có
kết cấu như nhau. Phần nhìn thấy được ở phía trên gọi là thân răng, còn phần không thấy được ở phía dưới gọi là chân răng, cắm vào hàm răng và nối với những mạch máu và dây thần kinh. Này Jamie, có kỳ lạ không khi mình nói rằng những chiếc răng, nói chính xác hơn là những tế bào sinh ra những chiếc răng, đã xuất hiện trong cơ thể con người chúng ta ngay từ tuần thứ 7, nghĩa là khi mà chúng ta vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Cậu nhìn thấy không Jamie? 7 tuần cũng không to lắm nhỉ? Ở trạng thái đó, ta chưa gọi đó là những chiếc răng. Thực chất, đó mới chỉ là những chồi của răng, sinh sôi phát triển trong vùng sụn, nơi sau này sẽ phát triển thành hàm răng. Sau vài tháng phát triển, chiếc răng sữa tương lai sẽ được khoáng hóa. Nó sẽ được bao bọc bởi một lớp vỏ men. Và vì vậy, ngay khi sinh ra, các bé sơ sinh đã có sẵn trong miệng mình 20 thân răng được tráng men, nằm phía trong lợi. Kể từ đó, phần chân răng sẽ phát triển mỗi ngày. Nó sẽ dần dần đẩy thân răng lên cao và nhô ra trong khoang miệng vào khoảng tháng thứ 6. Chiếc răng sữa đầu tiên sẽ mọc lên từ lợi, đó chính là răng cửa. Và trong vòng 3 năm tuổi, 20 chiếc răng sữa sẽ lần lượt mọc lên. Cụ thể là trong quá trình đó, bên trong lợi, những chiếc chồi răng mới vẫn được hình thành, bên dưới những chiếc răng sữa đã mọc, và đó chính là những chiếc răng vĩnh viễn tương lai đấy. Xem này Jamie, mình đã chụp lại phim bản X-quang cho thấy toàn cảnh bộ răng của Camille, và tấm phim này là vô cùng có ích để có thể có được cái nhìn tổng quát toàn bộ hàm răng của Camille đấy. Này, quan sát kỹ xem, cậu có tìm thấy điểm gì kỳ lạ không? Ôi, cậu nói đúng đấy, có đến hơn 40 chiếc răng, quá nhiều so với bình thường. Đúng vậy, tuy nhiên điều này là hoàn toàn bình thường. Đó là bởi bất cứ khi nào ta chụp phim cộng hưởng từ với hàm răng của một đứa trẻ, ta vừa có thể thấy được những chiếc răng lộ ra, nhìn thấy được trong khoang miệng mà ta có thể gọi là răng sữa, và đồng thời còn thấy những chiếc răng không thể nhìn thấy đang lớn lên phía trong lợi nữa. Và đây chính là những chiếc răng vĩnh viễn đang nhô dần lên. Những chiếc răng này cứ càng nhô thêm thì chân của răng sữa ngày càng bị lung lay và kết thúc bằng việc rụng đi. Rất đơn giản vậy thôi. Cho tới 6 tuổi, các bé có răng sữa. Chúng ta gọi như vậy bởi những chiếc răng này mọc trong thời kỳ mà các bé nhận một lượng dinh dưỡng cơ bản từ sữa, và khi những chiếc răng này rụng khỏi hàm thì cũng khá đau đấy. Và kể từ 6 tuổi, những chiếc răng sữa sẽ lần lượt rụng xuống để được thế chỗ bởi răng vĩnh viễn nhiều hơn và to hơn. Vấn đề là những chiếc răng vĩnh viễn không phải lúc nào cũng mọc thẳng hàng. Khi một chiếc răng mới mọc lên trong khoang miệng, một bên nó sẽ tiếp xúc với lưỡi, một bên khác sẽ tiếp xúc với môi và má, và chính áp lực do lưỡi, môi và má tác động sẽ xác định vị trí của chiếc răng mọc lên. Trong một số trường hợp, sự cân bằng tác động ở hai bên là rất tốt và các răng sẽ mọc rất thẳng hàng, còn trong một số khác thì sự cân bằng không chuẩn xác và khiến cho răng mọc sai vị trí. Ôi, quả là không đẹp chút nào phải không? Trên thực tế, hiện tượng này có ở 1/2 trẻ em hiện nay, sẽ rất bất tiện trong việc ăn uống, hô hấp, nói và thở. Tuy nhiên thật may mắn thay là ngày nay đã có các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình răng, đó là những nhà sĩ. Công việc của họ chủ yếu là điều chỉnh lại vị trí của những chiếc răng và những dụng cụ răng miệng. Ví dụ như đây là một dụng cụ được dùng đấy, Jamie. Nó có tác dụng giúp ta có thể xê dịch những chiếc răng 1 mm mỗi tháng. Đáng kể đấy chứ. Để chữa lại vị trí sai lệch của những chiếc răng, các nhà sĩ chỉnh hình răng sử dụng một dụng cụ, đó là ống chỉnh hình. Nó là một ống nhỏ bằng kim loại mà khi ta uốn cong đi, nó có thể dần dần tự động chỉnh về trạng thái cũ như thế này. Nếu ví dụ ta có một chiếc răng bị mọc lệch sang trái như chiếc răng này chẳng hạn, các nhà sĩ chỉnh hình sẽ uốn cong ống kim loại chỉnh hình theo hàm răng như thế này. Sau đó, ống kim loại sẽ được cố định vào mỗi chiếc răng, và trong quá trình tìm lại vị trí ban đầu của mình, nó sẽ chỉnh lại những chiếc răng mọc lệch. Này Jamie, mình có một câu hỏi cho cậu. Trong quá trình xoay chuyển như vậy, cuối cùng những chiếc răng không rụng đi à? May mắn là không Fred ạ. Mặc dù chân răng cắm xuống bên trong lợi, răng vẫn không bị lung lay. Chân răng không hàn chặt với xương hàm mà được bao quanh bởi dây chằng nha chu. Nhờ đó mà chân răng nằm êm ái trong xương ổ răng. Và do vậy, chiếc răng sau khi được dịch chuyển sẽ được cắm chắc trong lợi. Những dụng cụ như vậy được cố định trên bộ răng vĩnh viễn của chúng ta. Mỗi mấu được cố định độc lập trên mỗi chiếc răng và cho phép ta có thể dịch chuyển răng theo mọi hướng cần thiết. Đương nhiên, với những hàm răng càng có nhiều sự xô lệch, thời gian sử dụng dụng cụ nắn răng này càng dài. Thường thì việc này kéo dài trong nhiều năm và cũng gây ra khá nhiều phiền toái cho người sử dụng. Khi đeo niềng răng, cần phải chú ý khi đánh răng hàng ngày. Ngoài ra, cũng không được ăn những thứ mềm dẻo hay những món có thể gây dính răng như là kẹo dẻo hoặc kẹo cao su. Đó là bởi vì
những thứ đồ ăn này có thể làm rứt các mối niềng răng ra, và như vậy sẽ lại phải chỉnh sửa mất nhiều thời gian sau đó. Ban đầu khi mới đặt niềng răng cũng rất khó chịu vì nó ảnh hưởng đến việc ăn uống và nói hàng ngày, nhưng sau đó dần dần sẽ quen hơn và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Còn với các em nhỏ vẫn còn răng sữa, người ta sử dụng loại dụng cụ bằng nhựa tổng hợp mà các em có thể tự mình tháo ra và lắp vào. Nó có tác dụng để những chiếc răng mọc lệch về phía trước hoặc về phía sau. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ là quá muộn để điều chỉnh hàm răng như thế này. Chúng ta có thể dùng loại dụng cụ chỉnh hình răng cho tới khi 60 tuổi. Điều quan trọng hơn cả đó là có được một hàm răng rắn chắc và nhạy bén. Nhưng làm thế nào để có thể chuẩn bị cho một nên là chúng ta cùng quan sát thành quả nhé. Đây là hàm răng trước và hãy chú ý này, đây là hàm răng sau đó. Không tồi chút nào phải không? Trước này và hãy xem đây. Sau đó mọi thứ lại được phục hồi tươm tất quá rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì trước khi thực hiện các biện pháp chỉnh hình răng, hàm răng của chúng ta phải ở trong trạng thái thật tốt. Và nhìn này Camille, hãy nhìn vào màn hình đi. Ở đây chúng ta thấy có một chấm đen nhỏ, có vẻ như đây là một lỗ sâu ở răng đấy. Để đảm bảo chắc chắn, chúng ta sẽ dùng chiếc que thăm này. Với dụng cụ này, chúng ta có thể khám phá vùng giữa những chiếc răng. Nếu chiếc que bị vướng, như vậy vết đen là một lỗ sâu, bệnh sâu răng, đó là một lỗ hỏng trong răng. Vậy việc này xảy ra như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng mỗi chiếc răng là một sự chồng đống các lớp. Ta hãy cùng cắt dọc để quan sát nhé. Ở trung tâm là bộ phận tủy răng. Đây là phần sống của chiếc răng và xung quanh nó là mạng lưới các mạch máu. Ngoài ra ở đây cũng tập trung rất nhiều đầu mối dây thần kinh, và đó là lý do vì sao nó rất nhạy cảm. Xung quanh đó là lớp ngà răng. Đây là bộ phận có cơ cấu vững chắc hơn một chút. Nó cũng được bao phủ bởi dây thần kinh, và như vậy cho rằng có sự nhạy cảm với nóng và lạnh. Và tiếp theo, bao bọc hai bộ phận này, đó là lớp men răng, và chắc khỏe hơn rất nhiều. Cuối cùng là mạch máu và dây thần kinh từ chân răng, và sau đó là lớp men răng bao phủ thân răng chúng ta. Men răng là loại vật chất cứng nhất trong các cơ quan cơ thể chúng ta, nhưng cũng rất bình thường thôi, bởi vì nó phải chống lại và đập cọ sát mạnh với những vật cản từ thức ăn mà chúng ta hấp thụ trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng mặc dù phần men răng này rất cứng chắc, nó cũng không thể chống cự hoàn toàn với sự tấn công hóa học. Đó là những tấn công mang tính chất hóa học xảy ra trong khoang miệng, cụ thể là những tấn công của axit rất nhiều lần trong ngày. Axit sẽ làm sủi bề mặt men răng và sẽ tạo nên hố sâu răng trên bề mặt đó. Vậy cậu có biết sự tấn công của axit này bắt nguồn từ đâu không? Đương nhiên là có nguồn gốc từ những loại đồ ăn chua mà chúng ta ăn, như là giấm, chanh, nhưng chủ yếu là nó bắt nguồn từ những mảng bám răng, đó là những lớp màng rất mỏng trên bề mặt của răng, và nó chứa đựng hàng tỷ con vi khuẩn. Đây, uống đi này Camille. Vấn đề là ở chỗ những mảng bám răng này chúng ta hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và vì thế chúng ta không tìm ra một loại biện pháp nào giúp phát hiện để cho thấy sự tồn tại hiển nhiên của chúng. Hãy lại gần đây và quan sát xem Jamie. Tất cả những chỗ có màu hồng trên răng đều là những nơi đang có mảng bám, cũng là nơi mà chúng ta đã đánh răng không cẩn thận. Và phía trong, tôi có thể cá với cậu là có cả một vương quốc vi khuẩn đấy. Quả đúng như vậy. Bên trong những vùng này có cả một thế giới các loài vi khuẩn phong phú khác nhau, chúng sống trong miệng chúng ta. Nhìn chung, chúng có tới con số hàng tỷ và có nguồn gốc từ thức ăn mà chúng ta dùng. Và khi hình thành mảng bám trên răng, có thức ăn không được tiêu đi và chạy răng, nó sẽ gây nguy hiểm. Ví dụ như cái này, khi chúng ta ăn những loại đồ ăn làm cho đường mắc vào giữa răng, nó sẽ tạo nên chất axit có thể tấn công men răng dễ dàng. Để có thể hiểu rõ về độ chua của mảng bám răng, chúng ta đo một đại lượng gọi là độ pH. Khi chúng ta thấy rằng mảng bám răng không có tính axit, đó là lúc ta nói độ pH trung hòa. Nhưng hãy chú ý là lúc này không có nghĩa độ pH là không đâu nhé. Hoàn toàn ngược lại, thì độ pH là trung tính, là khi nó ở trong khoảng từ 6,5 đến 7. Phía dưới ngưỡng này, ta nói rằng mảng bám trên răng có axit, và ở trên ngưỡng này thì mảng bám có tính bazơ. Nhưng hãy cùng quay lại với hiện tượng đang xét. Khi ta ăn hay uống, vi khuẩn sẽ hình thành tính axit ngay 20 phút sau bữa ăn, và độ pH hạ xuống. Và khi mức hạ này xuống dưới 5,5 và ở mức này, tính axit sẽ tấn công men răng và tạo thành những hố trên bề mặt, và hiện tượng này đều diễn ra sau mỗi bữa ăn. Nhưng may thay, không phải tất cả những cú tấn công như vậy đều gây ra sâu răng. Cơ thể của chúng ta tự kháng cự lại, nước bọt sẽ tự pha loãng, làm dịu đi độ chua này và làm trung hòa dần nồng độ pH. Độ pH sẽ lại tăng lên. Thêm nữa, nước bọt còn chứa những thành phần nhỏ bé, cho phép che lấp những lỗ nhỏ trên bề mặt răng do độ axit gây ra.
Tuy nhiên, thật bất hạnh thay, vì khả năng của nước bọt cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Bởi vì chúng ta ăn uống nhiều lần trong ngày, nên đồng thời sự tấn công của màng bám và độ axit cũng bị nhân lên. Đó là lý do vì sao ta phải chải răng thường xuyên để có thể loại bỏ những màng bám trên răng và cũng là để làm sạch môi trường trong khoang miệng mà có thể là thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng. Jamie, cậu thấy mình đeo cái này trông hay không? Trời ơi Fred, răng lợi là chuyện quan trọng vô cùng đấy. Ôi, mình chỉ dùng nó để giải trí một chút thôi mà. Fred ơi, Jamie nói có lý đấy. Bệnh sâu răng không phải là trò đùa đâu nhé. Mà để tránh sâu răng, ta cần phải quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống. Tệ nhất là nhấm nháp đồ ăn. Và chúng ta cũng không nên lạm dụng ăn quá nhiều kẹo, đồ ngọt. Ngoài ra, ta cũng cần phải tránh ăn những loại đồ ăn mặn như khoai tây chiên hay bánh snack. Ngược lại với vẻ bên ngoài, những đồ ăn này có chứa đường bên trong. Dù không nhận thấy, ta gọi đó là đường chậm và nó sẽ làm răng bị thương. Trên bề mặt răng chúng ta, các vi khuẩn sẽ ngủ và một ngày xin chào vết sâu răng nhé. Ở Pháp, 60% trẻ em và 80% người lớn bị sâu răng và chúng ta hoàn toàn có thể bị sâu răng trên răng sữa đấy. Chúng ta có thể bị sâu răng từ rất sớm, có thể là những em bé rất nhỏ, ít hơn 2 tuổi, cũng có thể có những vấn đề sâu răng khá nguy hiểm. Một chỗ sâu răng với răng sữa không được xử lý, hoàn toàn có thể gây hỗn loạn với việc hình thành răng vĩnh viễn mọc tại vị trí đó. Một trong những phương tiện phòng chống đó là chất clo. Chất này có trong kem đánh răng và chúng ta có thể dùng nó cho các em bé vì nó có khả năng làm cho men răng đang hình thành trở nên chắc khỏe. Nhưng cũng cần chú ý, bởi trước 2 tuổi, việc sử dụng chất này có thể gây nguy hiểm. Với những em lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng phương pháp lấp đầy phần cấy bên trong răng với một lớp men phủ bằng clo để tránh cho vi khuẩn không tấn công trực tiếp vào răng. Vấn đề chính của bệnh sâu răng đó là ngay khi nó bắt đầu tấn công một chiếc răng, không gì có thể ngăn cản được quá trình này nữa. Đương nhiên là ngoại trừ các nha sĩ rồi. Nếu không có họ, các lỗ sâu trên răng sẽ hình thành sau mỗi bữa ăn. Và cách tốt nhất để có thể quan sát mức độ của những chỗ sâu răng đó là qua bản chụp X-quang. Qua đây, chúng ta có thể quan sát thấy rằng các vi khuẩn đã bắt đầu tấn công vào men răng, vào ngà răng, chưa tấn công vào tới tủy. Đấy nhé, Jamie. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc đây. Ôi Jamie ơi, anh có thể đưa em tới chỗ một nha sĩ giỏi không ạ? Ôi Camin tội nghiệp, Marcel ơi, hãy đi tìm ngay một nha sĩ giỏi thôi. Nhìn chung, có nhiều giai đoạn trong quá trình sâu răng. Giai đoạn 1, chỉ có lớp men răng là bị tấn công bởi độ axit mà thôi. Ta không nhìn thấy gì và cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng chúng ta vẫn cần phải chụp phim bản X-quang để có thể nhận biết thấy sự nguy hại. Đến giai đoạn thứ 2, phần ngà răng sẽ bị xâm phạm như chúng ta đã biết. Phần này ít chắc chắn hơn men răng như các bạn đã biết. Vì vậy, vết sâu sẽ tiến triển nhanh hơn giai đoạn 1. Lúc này, các vi khuẩn sẽ bắt đầu tác động đến các sợi thần kinh. Cậu nói đúng, Jamie. Đau răng thật là quá kinh khủng. Ôi trời ơi, Bob đang cắn tay mình. Đau quá, bỏ ra nào Bob. Ôi, cái này sẽ làm đau ngón tay cậu ấy lắm đấy. Giai đoạn 3, tủy răng sẽ bị tấn công. Sự đau đớn có thể rất lớn và nổi lên vào bất kỳ lúc nào. Khi đó, mạch máu sẽ phồng căng lên. Đây là phản ứng với chứng bệnh và sự tấn công, bởi để chống lại vi khuẩn. Thể tích máu và áp suất tăng cao trong mạch máu và các dây thần kinh sẽ bị nén, nên sẽ rất đau đớn. Giai đoạn 4, tủy hoàn toàn bị phá hủy. Khi đó, chứng bệnh đã chạm tới chân răng và lúc này đã hoàn thành. Và bởi các mạch trong răng kết nối với phần còn lại của cơ thể, khi đó sự đau đớn có thể lan tỏa đi khắp cơ thể. Bởi vậy, đó là lý do vì sao cần đi khám nha sĩ rất thường xuyên để phòng tránh. Voilà pourquoi il est très important de consulter régulièrement son chirurgien dentiste. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Camin. Jamie này, tôi sẽ phụ trách xử lý chỗ răng sâu của cô bé. Chào anh. Anh Marcel gọi cho tôi đến để chữa ca bệnh này. Anh cho phép tôi chứ? Ôi, tất nhiên rồi, xin mời. Đấy nhé, cậu cẩn thận quá, Jamie ạ. Thưa bác sĩ, liệu trong quá trình thực hiện có gây đau đớn gì không ạ? Hoàn toàn không hề gây đau đớn gì cả. Vâng, cảm ơn bác sĩ, bởi đó là sự lo ngại rất quan trọng. Tiếp đó, và trong phẫu thuật viền răng này, chúng tôi sử dụng dụng cụ này. Và như vậy trong quá trình sẽ diễn ra rất nhanh thôi. Dụng cụ này có thể làm 200 vòng quay trong vòng 1 phút và sẽ giúp làm sạch chiếc răng bị sâu. Nó sẽ loại bỏ tất cả các vi trùng, vi khuẩn. Và tới khi nào chiếc răng đã được làm sạch hoàn toàn, chúng ta có thể lấp lỗ hổng sâu này với một lớp bọc men trắng. Và như vậy, ta đã có thể hoàn toàn bảo vệ chiếc răng. Và khi chúng ta thực hiện quá trình này, ta có thể coi rằng chỗ sâu răng đã hoàn toàn vô hại được không? Đúng vậy, nó đã hoàn toàn được bảo vệ. Vâng, đồng ý. Này, cái này tớ cũng làm được mà, Jamie. Ôi, mình thì nghĩ rằng với một
nhà sĩ thực thụ cơ. Đây có lẽ vẫn là một kỹ thuật mới, bởi vì nếu không được chữa chạy đúng cách, vết sâu hoàn toàn có thể phát triển trở lại và tạo thành các hố sâu trong miệng. Từ một thế kỷ này, người ta đã ứng dụng công nghệ hàn răng. Thực tế là phương pháp này không hề có chứa chì, đó là một hỗn hợp trộn lẫn của bạc và thủy ngân. Vấn đề là thủy ngân luôn gây độc hại dù chỉ với một liều lượng nhất định. Vì vậy, để tiến hành hàn răng cần phải có sự đề phòng cẩn thận, nếu không sẽ có thể gây ra những nguy hại đối với sức khỏe. Không có tính độc nguyên chất, có thể có sự gây độc do một hàm lượng thủy ngân gây ra. Hơi thủy ngân có thể bốc lên khi chúng ta lấy hỗn hợp bạc thủy ngân ra hoặc lúc chúng ta đặt vào chỗ răng. Tuy nhiên, mỗi lần hỗn hợp này cứng lại, còn có những vấn đề khác đặc biệt hơn. Để đề phòng, nhìn chung người ta tránh không áp dụng kỹ thuật hàn này với trẻ em và nhất là với phụ nữ đang mang thai. Và dần dần, người ta tìm được một vật liệu hỗ trợ, một loại vật liệu hỗn hợp có màu trắng và không có thủy ngân. Nhược điểm lớn ở đây là việc sử dụng hai loại chất như vậy sẽ khó khăn hơn trong việc đặt vào chỗ sâu và sẽ có nhiều nguy hiểm hơn khi chỗ sâu răng đã quá sâu. Vậy thì trước đây thì sao? Tốt nhất là nên tránh việc lấy chúng ra, vì nói chung, khi lấy hỗn hợp này ra sẽ có nhiều nguy cơ tiềm ẩn hơn, cụ thể là những nguy hiểm do hơi thủy ngân. Những nguy hiểm này có thể nghiêm trọng hơn khi lấy ra, ngay cả khi việc này được tiến hành đúng quy cách. Khi vết răng sâu đã quá nặng, vấn đề không còn nữa, chiếc răng sẽ phải được thay thế mới, có nghĩa là chúng ta sẽ nhổ đi phần răng vẫn còn, gọi là chân răng. Những tổn thương trên răng đã quá nặng đến nỗi các nhà sĩ không thể phục hồi lại chiếc răng cũ nữa, và khi đó cần tạo ra một thân răng mới. Vâng, như vậy là khi một chiếc răng đã trở nên quá mòn và bị thương tổn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Khi đó ta buộc làm phẫu thuật trồng răng, nghĩa là sử dụng một chiếc răng giả. Đó chính là công việc của những người làm răng giả. Và Jamie này, cậu sẽ thấy, đây là một công việc thực sự đòi hỏi tính nghệ thuật. Để có thể làm ra một chiếc răng giả, người ta cần đặt một chiếc khuôn thử vào miệng của người bệnh, được làm bởi các nhà sĩ. Và nhờ vào khuôn thử này, những người thiết kế răng giả sẽ làm nên một mô hình hàm răng. Và ví dụ như đây là mô hình bộ răng của một bệnh nhân. Và khi chúng ta có trong tay những thứ này, ta có thể thiết kế dụng cụ đỡ bằng kim loại cho chiếc răng giả. Cái này cho phép cố định được chiếc răng giả trên cái da đỡ bằng kim loại đó. Bây giờ, chúng ta sẽ đặt một chồng lớp gốm. Chúng ta sẽ tạo nên từ đó chiếc răng giả. Và đó là lý do vì sao tôi nói đây là một công việc có tính nghệ thuật cao. Và sau khi cô ấy hoàn thành công việc của mình, chiếc răng được đưa vào lò nung ở nhiệt độ 850 độ C để nung chín gốm. Và cho mi này, việc khó nhất của công việc này đó là làm sao để thiết kế chiếc răng giúp cho hai hàm răng có thể hoàn toàn khớp với nhau được. Chúng ta sẽ đo đạc với một dụng cụ thử. Đây là một dụng cụ kiểm tra được làm bởi màu giấy này. Nhìn thấy chưa này? Nhưng công việc vẫn chưa kết thúc, bởi vì bộ răng của chúng ta không bao giờ có màu trắng tinh hoàn toàn cả. Và bởi vậy, cần phải tìm cho đúng lớp màu của răng. Và đồng thời, người ta cũng đã mô phỏng lại những màu sắc của vết bẩn trên men răng do thức ăn gây nên, ví dụ như cà phê hay chè, và thậm chí cả màu của người hút thuốc nữa. Và khi đó, người ta sẽ trang điểm cho chiếc răng bằng sứ. Tuy nhiên, tất cả công đoạn này khá đắt tiền. Để có thể làm một thân răng giả, ta phải bỏ ra từ 350 đến 900 euro, giá thay đổi tùy vào chất liệu được sử dụng. Thế nào, mọi chuyện hoàn thành chưa? Ôi, anh đang làm gì vậy? Jamie yêu cầu kiểm tra hàm răng của cô bé, và tôi vẫn còn nhiều việc để làm vì vẫn còn những vết mảng bám trên hàm răng của Camille, và tôi đang chải sạch các vết. Đây là máy chải răng đúng không? Đúng vậy. À, như vậy là cần phải xử lý ngay, bởi vì khi các mảng bám này cứng dần lên, vi khuẩn sẽ tấn công dần dần, và cho tới khi nó tấn công tới lợi, thì sẽ cho răng bị rụng phải không? Ôi, Jamie, quả thực là lợi rất quan trọng đúng không? Phép nói đúng đấy các bạn, bởi vì cả lợi cũng có thể bị đe dọa bởi các mảng bám chứa vi khuẩn, nhất là khi nó cứng lại. Một chồng lớp vi khuẩn cũng sẽ được hình thành ở phần nối giữa răng và lợi. Và mặc dù bên trong lớp canxi, các vi khuẩn vẫn hoạt động, thậm chí chúng còn được bảo vệ bởi một kiểu rãnh như thế này. Do đó, sẽ rất khó khăn để có thể loại bỏ chúng chỉ với chiếc bàn chải thường. Dần dần, vi khuẩn sẽ làm cho lợi nhiễm khuẩn. Lợi sẽ phồng lên và có thể sưng nhô lên gây đau. Sau đó, mọi thứ cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Chỗ sưng có thể xẹp xuống và mọi thứ lại trở về với vị trí cũ. Tuy vậy, nếu chúng ta không làm gì, lợi sẽ kết thúc bằng việc co rút lại. Và lúc này, vi khuẩn lại càng có điều kiện xâm lấn sâu hơn và lại len lỏi ở vùng rãnh giữa răng và lợi. Lúc này sẽ là vô cùng khó để có thể lấy được mảng vi khuẩn sâu thế này, ngay cả sau khi lợi đã mòn đi. Như thế, vi khuẩn sẽ bắt đầu tấn công tới được cốt tủy. Lúc đó, có thể nói rằng răng không còn hoạt động bình thường nữa và sẽ mòn dần đi. Đây là lúc tới gặp nhà sĩ phẫu thuật và thay một chiếc răng mới hay một mảnh cấy ghép mới. On dit qu'elle se déchausse. Il faut alors stopper l'infection en ayant recours à la chirurgie et remplacer la dent par un bridge ou un implant.
Như vậy các bạn đều đã hiểu, để tránh mọi vấn đề do sâu răng gây ra cho răng và lợi, cần phải chải răng thường xuyên. Cami này, hôm nay đến đây thôi nhé. Ở nhà em hãy nhớ chải răng thường xuyên. Rất quan trọng, cần phải chải răng sau mỗi bữa ăn. Nhưng hãy chú ý, không phải chải thế nào cũng được. Và không phải với chiếc bàn chải thế này đâu, Camin. Đúng rồi, Camin. Em cần phải thay bàn chải đánh răng của mình khoảng 3 tháng một lần. Và mỗi lần đánh răng nên kéo dài trong khoảng 3 phút. Chú ý đừng chải mạnh quá nhé. Nên thực hiện những động tác chải theo hình tròn như thế này, bao gồm chải xoa cả phần lợi nữa, rồi sau đó chải vuốt từ lợi lên răng như thế này. Còn với mặt trên, ta có thể chải răng như thế này. Còn với mặt trong, cũng tiếp tục như mặt ngoài. Những chuyển động vừa phải theo cung tròn như ý bạn muốn. Hãy chú ý chải cả từ lợi chải lên phía trên như trước. Đồng thời, cũng nhớ đừng quên làm sạch răng miệng. Với việc này, các bạn nên sử dụng chỉ nha khoa. Và thuốc đánh răng cũng hoạt động như một nhà bác học vậy. Nó giúp chúng ta loại bỏ các mảng bám và có các loại cho mọi lứa tuổi và sở thích. Đối với những trẻ nhỏ tuổi, cần đặc biệt chú ý tới kỹ thuật chải răng. Mở miệng ra nào, mở ra con. Hãy chải răng đều đặn như vậy để có hàm răng chắc khỏe sau này. Này Jamie ơi, mình có chuyện muốn nói. Khi nào cậu sẽ kết thúc lô kẹo mút ấy thế? Khi đó nhớ đừng quên chải răng đều đặn nhé. Nếu không, thế này này. Này nhẹ nhàng thôi Chip Fred. Này Maxen chạy thôi. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ nhổ răng tớ mất.